Hello quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Nhịp Cầu Nhà Nông. Lời nói đầu tiên chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Em quay cái lá tỳ ly hụt mi cho bà con coi ha, cái lá này nó đang Hello quý bà con, cô bác, anh chị và các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của Nhịp Cầu Nhà Nông. Lời nói đầu tiên chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe dồi dào và bình an trong cuộc sống. Em quay cái lá tỳ ly hụt mi cho bà con coi ha, cái lá này nó đang bị là nấm khuẩn rỉ sét của sầu riêng. Đây là một trong những cái bệnh mà thường xảy ra. Thì để mà trị cái bệnh này là bà con sử dụng dùm em cái chai siêu ấu giáp và có thể kết hợp với thuốc sâu để chúng ta trị sâu rầy luôn nha bà con nha. Tuy nhiên rằng cái sầu riêng này nó đang vướng bận ở một cái chỗ là nó đang bị lắng bởi những cái cây tắc. Thì bây giờ mình sẽ mời một cái bạn tên là bạn Đen. Bạn này rất là đẹp trai, trắng trẻo mà bạn tên Đen. Độ pH em đo ở đây là nó 5.5 nha bà con. À, em chặt cái cây kia giùm anh đi. Chặt được không? Được, bác Sáu sao chặt được. Rồi tại sao mình phải chặt cái cây này, hạ thấp nó xuống tại sao? Đó, khi trước khi chặt là chúng ta tỉa. Đó, chúng ta chặt để làm gì? Để cho cái cây sầu riêng chúng ta nó có tàn để ăn. Tại vì cái thời điểm này 30 tháng là một cái thời điểm rất là quan trọng để cây sinh trưởng và phát triển nha bà con nha. Nếu mà từ nhỏ chúng ta trồng mà chúng ta trồng chiên luôn, không trồng sen canh thì cây nó phát triển dữ dằn lắm. Tuy nhiên là bây giờ lấy ngắn nuôi dài để có một cái thu nhập mà ngắn dài, thì bà con cô bác anh chị và các bạn cũng biết rằng là bà con nông dân chúng ta tận dụng để trồng những cái cây mà chen vào, đặc biệt là những cái cây cam, cây quýt, cây bưởi, nhiều khi trồng mít luôn, thì mình cũng phải giải quyết, một là mình bỏ cây này, hai mình lấy cây kia, và mấy cây dây leo thì chúng ta cũng bỏ luôn nha bà con nha. Sau khi chặt xong là chúng ta nhìn thấy cái tán, cái tàn nó đã có những cái tàn rất là hiệu quả khi chúng ta nhìn thấy. Tí nữa mình sẽ bấm luôn cho bà con cô bác anh chị và các bạn. Còn độ pH thì mình cũng đo rồi bà con ha, có thể nhìn thấy lại một lần nữa nha, 5.5 thì nó không phải là một cái độ pH lý tưởng. Tuy nhiên rằng là chúng ta cũng phải khắc phục nó. Bây giờ là dậu đổ bìm leo Đen, cào hết luôn giùm anh đi, cào hết luôn mấy cái cây mà dây leo á. Rồi cái dây leo. Rồi bạn đó sẽ bứng mấy cái dây leo và không làm mất thời gian cho quý vị anh chị các bạn, bà con cô bác á, thì mình sẽ bấm mình tỉa luôn nha bà con cô bác nha. Mình tỉa những cái cành và những cái cây mà nó gọi là có cái cành những vô hiệu thì chúng ta cũng tỉa đi luôn nha bà con. Đây, chúng ta bấm tỉa đi, bỏ bớt đi. Nó giải tỏa bớt cái cành. Đây là cái cây chúng ta là hồi xưa là nó hai đọt nè bà con nha. Thì bây giờ á thì làm sao để giải quyết cái cây hai đọt này trước khi mà giải quyết xấu. Còn cái dao á, chặt luôn cái cây đây sao, cho ông mượn cái dao ra chặt cái cây đây luôn này. Rồi những cái cành khô, cành đồ đó bấm luôn nha bà con nha, chúng ta bấm đi, giải tỏa nó hết, những cái cành đực chúng ta giải tỏa. Đây cái cành này là sau này khô nó ra bà con, nó khô nó cũng rút ra thôi, nhưng mà chúng ta chặt bớt, chúng ta bấm bớt đây, bấm trước đi. Cái này là đường nào nó khô à, nó cũng khô à, nhưng mà chúng ta bấm đi, nó khỏi cạnh tranh dinh dưỡng nha bà con. Nó khỏi cạnh tranh dinh dưỡng nha. Sao để coi bà con, nhiều khi bà con nói đây bà già đây bà chặt này. Đó, chơi luôn ha, tự chặt luôn nè bà con. Thôi mình quay trở lại câu chuyện của chúng ta, những cái cành như vậy, cành khô chúng ta bấm luôn nha bà con nha. Tỉa cành chúng ta tạo tán, chúng ta làm sao cho cái cây chúng ta nó trống trải. Những cái cành mà gọi là cành cấp 2 chúng ta bấm bớt, chứ không phải là chúng ta bấm sạch hết nha bà con nha. Chúng ta bấm bớt thôi, chúng ta gọt cho nó sạch sẽ là cái cây chúng ta nó trống trải, nó quang thai ra. Còn cái giải quyết cái vấn đề này nè, đây là vấn đề mà nan giải rất là nhiều bà con hay gặp cái trường hợp này. Có nghĩa là tự nhiên nó có một cành vượt để lên đây, là lên đây nó vượt. Thì bây giờ em sẽ giải quyết cái cành vượt này như thế nào cho bà con, cho quán anh chị và các bạn có thể nhìn thấy khúc này nha. Cái điểm này cầm cái camera giùm anh nè. Cái điểm này đây là rất là quan trọng. Có nhiều cái bà con, nhiều bà con gặp cái trường hợp này mà không biết xử lý làm sao. Tự nhiên cái cây này, cái có cái cành vượt, nếu đáng lẽ cái cành vượt này hồi xưa mình có thể kéo nó ra, hoặc là mình bấm làm sao cho nó nhỏ, lúc nó nhỏ mình bấm. Bây giờ mình bấm nó không phải là trễ, nhưng mà nó cũng không phải là quá muộn, chúng ta cũng còn xử lý được. Đây, bà con bấm giùm cho em chỗ đây nha. Hầu nhỏ mà chúng ta bấm sớm là rất là tốt. Tại sao chúng ta bấm, em bấm ở đây xong rồi em sẽ nói cho bà con biết tại sao em bấm. Chờ cho bà con nha, cái này nó hơi
đá nó hơi cứng. Này em xử lý cái vết này xong rồi đó bà con, bà con lấy chai siêu áo giáp bà con xịt. Tại sao em cắt cái cành đây ra đây, xong bà con xịt chai siêu áo giáp cho em nha. Tại sao em cắt cái cành này nha, nhiều bà con sẽ rất là tiếc, tự nhiên có cái cành nó vượt cái cành nó vậy mà sao mày cắt. Nhưng mà thực tế cho bà con biết nha, sau này em cắt cái cành này, sau này chính cái cành này là cái cành mang trái, cái cành này là cành mang trái, cành này là cành mang trái nha bà con. Còn cái vượt này lên làm gì, nó chiếm cái dinh dưỡng, cái thứ hai nữa là nó lắng những cái cành cái ở trong đây ra. Chính khi mình chặt cái này này bà con, thì cái cành cái ở trong này ra nè, cái cành cái này, cái cành cái trong này nó ra nè, nó sẽ ra và nó sẽ sau này nó mang trái và nó xè cái tàn ra vào đây bà con không, nó xè cái tàn ra vào đây nha bà con nha. Và bà con chú ý này, để cái cành này nó không bị vượt lên, bà con bấm cho em chỗ nghe cái, nghe chỗ cái cơi đọt này, bà con bấm cái là cái cơ đọt này nó không có ra mà nó xè những cái cơ đọt này ra là tự nó xè và nó xạ xuống ha, à, nó xà ngang như vậy là chính những cái cành này nó mang trái nha xấu. Còn nếu để vượt lên đây là chúng ta nó vượt cong lên vô tác dụng nha bà con. Rồi cái chỗ này cái cơ đọt này luôn thì em cũng bấm cái cơ đọt này luôn nha, em sẽ cầm canh nó có cái cơ đọt em bấm nha bà con, canh cái có cái cơ đọt này em bấm này, cái cơ đọt nó có cái lá này rồi đó, thì nó sẽ tự xà xuống và tự nó chia ra những cái cành này sẽ là mang trái nha bà con. Nhưng còn những cái cành mà cành vô dụng nhỏ nhỏ chúng ta bấm đây, khi chúng ta canh cái cơ đọt ra luôn chúng ta bấm nó sẽ ra nữa và nó sẽ bung cơ đọt, nó bung đòn ra, chúng ta cái canh những cái cơ đọt này đây, cái cơ đọt cái nách lá này bà con thấy không, à, em canh vô một gang tay thì ngay dưới đây nó có nách này đó, tự bung ra nha. Đây, đây là một cái bài toán mà nan giải rất là nhiều bà con trong vườn á, nhiều khi thấy hai cái cành vườn này không biết làm sao. Có những bà con họ cắt sát chỗ đây cũng được này, à, cắt ngay đây cũng được, nhưng mà mình thấy cái cành này với cành này á nó cũng còn có một cái độ trống ha bà con, nên là mình cắt ngay đây là ok nghe bà con nha. Rồi à, cơ bản như vậy rồi, bây giờ khúc dưới này bà con này em bấm này, em bấm sơ sơ này, có lẽ là không thể nào mình bấm quá được, nhưng mà mình cũng bấm tỉa sơ sơ ở trong này ra khoảng một gang tay. Còn những cái cành như này mình không bấm, tại những cái cành này sau này nó mang trái, cành này cũng mang trái này bà con nha, cành này là cành mang trái này, cành này cũng mang trái này, cành thứ cấp cành mang trái này, nhưng nó xà chứ đắt dữ quá thì bà con bấm giùm em thôi. Đấy, bà con giữ lại cái bộ lá cho nó sạch sẽ. Bây giờ so lại với cái video ban đầu nha bà con, bà con tua lại đi rồi nhìn cái cành, cái cây sầu riêng của chúng ta, nhìn cái sầu riêng của chúng ta như thế nào đó, chúng ta tua lại ta nhìn cái cành của chúng ta. Đây, cành này là mai mốt nó cũng mang trái được này bà con, cành này nó cũng mang trái được này chứ không phải đơn giản không mang trái được đâu nha. Sao thấy nó trống trải rồi, nó hơi sạch sẽ không? Đây đâu rồi là vàng vàng, xấu hỏi này, vàng vàng sao nè bà con. Đây cái vàng 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 này là bà con, khi nó bị sâu rầy tấn công này bà con, nó bị sâu rầy tấn công này ha, nó bị tấn công mà bị những cái con rầy tấn công, dưới lại cái cây này á, là bộ rễ nó đang bị yếu, và đặc biệt là bà con nhìn thấy cái lá này thì bà con thấy không, bị rỉ sét này thấy không bà con, nên á cái đọt nó không có ra và dường như là nó cục cái đọt luôn. Thì bây giờ sau khi mình tỉa cành xong, mình phun thằng siêu áo giáp, mình phun siêu áo giáp xong rồi mình đi phân bón giùm em, mình đi cái bộ mà siêu phục hồi á, siêu dưỡng cây, một gói humic Hoa Kỳ, một gói trico humic, mình cộng với cái can siêu dưỡng cây để mình pha cho 2000 lít nước thì mình tưới nha bà con nha. Rồi bây giờ tạm thời thì mình cứ tỉa như vậy, tại vì thực ra nếu mà chúng ta đi nghe kiến thiết ban đầu, chúng ta tỉa cành tạo tán ngay ban đầu luôn đó, thì cây sầu riêng chúng ta nó rất là ok. Tuy nhiên bây giờ chúng ta đi nó hơi trễ, chúng ta tiễn nó hơi trễ, chúng ta bấm nó hơi trễ, nên là cũng có những cái á, mà nó hơi tức ha. Nếu chúng ta làm từ mà lúc ban đầu á, tỉa sơ sơ lúc ban đầu từ nhỏ tới lên luôn á, thì nó phải nói rằng là nó ổn định hơn. Rồi bây giờ ví dụ như qua cây bên này nè bà con, bây giờ cũng trời hơi tối rồi, nhưng mà mình cũng giải quyết cho bà con. Thứ nhất là cái ống nước thì bà con nhớ là đừng có để quá sát ở trong này ha, bà con cắm ra ngoài này giùm em. Rồi bây giờ đối với cây như vậy này, thường thường cái cây như vậy này bà con hầu như là từ giờ á, là chưa tỉa bây giờ á, đọt ở trên này bà con bấm giùm em nha. Cái cây này nó cũng khá là dây nó leo, dây leo dữ quá này bà con. Cái này hồi xưa có bấm đọt không trời, cây này chưa bấm đọt luôn nè, mà bây giờ trèo, bây giờ em bấm cũng đâu có được đâu, em đứng không có cao. Cái này là phải có cái kéo bấm đọt thì bấm nó xuống khoảng hai găng tay là được rồi nha. Rồi bây giờ bà con này,
nhìn cơ bản cho em cái vườn này, sau này cái cây này là bà con giải tán giùm nha, cắt giùm nha. Còn với những cái cành này, những cái cành phướng như vậy, bà con bấm giùm em, nó ngang tầm mắt của mình bấm nha. Đấy, những cái cành phướng nhỏ dài mình bấm giùm em nha. Đây, bà con nhìn thấy nó bộ chia tàn này, cái bộ nó chia tàn rất là rõ ràng luôn. Tuy nhiên rằng nó đang bị lép tàn là do những cái tác động ngoại vi, những cái cây xung quanh này, thấy không? Xấu phải, thứ nhất là để bấm nó là xấu, bây giờ phải giải quyết hết mấy cái cây xung quanh hết, dây leo từ luôn dư hết. Dây leo dữ quá này. Tự nhiên đang ngồi có thằng nó trèo lên mình, nó cõng, bắt mình cõng thì mình chịu sao nổi. Đây, những cái cây này, bà con gọt rửa bớt này, thấy không? Cắt bớt ở trong này, cắt bớt, cành đực cắt hết luôn. Cành đực, cắt. Còn thấy trống không? Trống ra nó quang hộp được. Rồi, đúng rồi. Thì thường nhỏ nhỏ là đực đi. Có những cái cành cái á, nó bị cạnh tranh dinh dưỡng, nó cũng ốm. Còn đây là gọi những cành tâm này, cành nhỏ về tâm này. Đốn tắt hết, đâu có để. Đốn tắt hết, cắt bỏ tắt hết. Quá trời luôn. Còn cái cây này này, đáng lẽ ra cái này mày cao hơn tao được khúc nào không đem? Vô bắt cái ghế coi. Thôi, gãy á. Không, lấy cái ghế trên cái mô. Để thử coi. Không được. Để thử coi bà con, thấy nó trèo lên thử coi. Đó. Đúng rồi, vừa kéo luôn á. Bấm cho hạ cái đọt xuống. Gắn lên. Sau này nó còn lên nữa nha bà con nha. Rồi, bấm hạ cái đọt nó xuống vậy đó. Rồi, các cái cành đó. Cái cành em bấm giùm anh, bấm giùm cái đầu cành luôn. Cái đầu cành. Rồi đầu cành. Rồi bấm giữ cái cơ đọt lại. Rồi nghe cơ đọt. Rồi đó, để bà con để nó bung cơ đọt ra. Rồi đúng rồi, vậy đó. Vậy nó còn bấm nữa không? Rồi mấy cái cây dưới này, mấy cái cơ đọt này có cơ nào chưa nó chưa bung ra bấm luôn, bấm cho nó bung ra. Bung nó xà xuống liền à. Đúng rồi. Bấm đi. Rồi cái này canh nghe cơ đọt nó bấm luôn. Còn cái dao đâu ta? Bỏ lúc mẹ rồi đó. À, bỏ lúc rồi ha. Này, canh cơ đọt bấm luôn. Cái tắc nó để nữa đốn chưa? Ờ, cái tắc để đốn luôn nha bà con nha. Tại sao bấm cái cơ đọt này? Bấm cơ đọt để nó bung cái tàn ra. Sau khi chúng ta giải quyết cái tắc á, thì nó bung cái tàn ra. Ở trên mình bấm cái đọt ở trên á, để làm cái gì? Bấm cái đọt ở trên là mục đích nó dồn cái dinh dưỡng xuống để nó nuôi cái thân, nuôi cái cành. Bấm luôn, đúng rồi. Rồi dưới đây này, dưới đây giải tỏa coi cái cành nào, cành phướng ở trong này mình bấm luôn. Rồi còn cành nào phướng không? Rồi bấm luôn, đó bấm luôn. Đó đúng rồi, bấm luôn. Rồi cành khô bấm luôn, cành khô ở dưới. Mình bấm từ từ chứ không phải là mình giải quyết hết một lần, nhưng mà mình giải tỏa bớt nó, kéo cái dây cho nó đứt ra luôn này, dây leo á. Rồi cái cành này bấm luôn nè, cái cành này bấm luôn nè, cành này giữ lại, cành này là giữ lại, cành này bấm luôn. À, bấm luôn, đúng rồi, cành này giữ lại, sau này lớn lên nó dài, nó già nó mang trái được đó. Cơ bản là mình tiễn sơ này, còn những cái đọt ở trên mình bấm á, tự nhiên á là nó bung đọt, nó bung ra này, rồi tự nó xà xuống nha. Cái cành này bấm luôn đi, cái cành em đang cầm nó bấm luôn không, bấm luôn đi, cành đực. Rồi được rồi, ok, sơ mình giữ những cành cái cho nó xè tàn ra được rồi. Rồi ok, chúc bà con sức khỏe và bình an trong cuộc sống, bye bye bà con đi.